Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365 Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi xem video này Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ đến với những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm thông tin đáng chú ý sau đây Văn Toàn đã đến lúc thoát khỏi cái bóng của câu vượng Xuân Trường tại Hoàng Anh Gia Lai sau trận thua trước Sài Gòn tại vòng 1 V-League 2021, có lẽ huấn luyện viên Kia Tisak nên trao cho Văn Toàn nhiều ưu ái hơn trong đội hình Hoàng Anh Gia Lai. Kết thúc 90 phút trên sân thống nhất trong trận, Hoàng Anh Gia Lai nhận thất bại tối thiểu trước đội chủ nhà Sài Gòn FC. Mặc dù người ta đã thấy được những thay đổi tích cực huấn luyện viên Kia Tisak mang lại, nhưng đội bóng phố núi còn đó nhiều điểm yếu chưa thể khắc phục. Bàn thua từ sai lầm của hàng phòng ngự trở thành điều gì đó quen thuộc với cổ động viên của Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, ngoài bàn thua đó còn có cái sai lầm từ chính cách dùng người của chiến lược gia 47 tuổi. Hoàng Anh Gia Lai xuất trận với sơ đồ 343, Xuân Trường Minh Vương là hai tiền vệ trung tâm. Sơ đồ này nhanh chóng bộc lộ điểm yếu khi cả hai tiền vệ đều rất kém trong việc tranh chấp và thường xuyên để mất bóng một cách vô duyên. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành thừa biết điều đó và một đai Suke Masui từng tham dự World Cup quá đủ kinh nghiệm để vô hiệu hóa tuyến giữa của Hoàng Anh Gia Lai. Chính điều đó khiến Kia Ti Sắc buộc thay đổi ông hy sinh văn toàn về hỗ trợ cho cặp tiền vệ trung tâm. Hàng công lúc đó của Hoàng Anh Gia Lai có Brandao đã cắm, cầu phượng văn toàn hỗ trợ. Quyết định của Kea Tí Sắc cho thấy, ông không ưu ái cầu thủ quê Hải Dương bằng những ngôi sao truyền thông như cầu phượng hay Xuân Trường, để rồi suy nghĩ đó thay đổi khi Xuân Trường rời sân ở phút 77. Chị Viên Hương vào sân và văn toàn được trả về nơi mà cầu thủ này yêu thích nhất. 20 phút cuối trận chính là thời điểm không thành Sài Gòn liên tục rơi vào tình trạng báo động. Văn Toàn có những pha đột phá yêu thích và đầy hiệu quả. Nếu may mắn hơn, Triệu Việt Hưng Văn Toàn có bàn thắng gỡ hòa cho Hoàng Anh Gia Lai. Kia à Tí Sắc mới đến Hoàng Anh Gia Lai, ông thẳng thắn chia sẻ rằng phát huy hết khả năng của Văn Toàn. Tuy nhiên ở Hoàng Anh Gia Lai không chỉ là vấn đề chuyên môn mà còn là cách làm truyền thông, quảng bá hình ảnh mà điều đó rõ ràng là toàn thua xa những câu phượng hay xuân trường. Ngay cả khi Xuân Trường được rút ra khỏi sân, tấm băng đội trưởng được trao lại cho Công Phượng, chứ không phải tiền đạo mang áo số 9, dù chính văn toàn cống hiến nhiều nhất cho Hoàng Anh Gia Lai. Bốn năm qua, cầu thủ quê Hải Dương là đầu tàu của đội chủ sân Pleiku và có lẽ nhiều cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai chưa quên lời nhắc nhở của Văn Toàn, hãy nhìn lên khán đài mà đá ở tiền đạo 24 tuổi có tố chất của người lãnh đạo, có sự nhiệt huyết, tinh thần chiến đấu. đã đến lúc văn toàn chứng tỏ tiếng nói của mình với Kia Tí sắc và cả bầu Đức nữa. đơn giản là vì anh xứng đáng với những gì đã cống hiến cho Hoàng Anh Gia Lai. nếu không thể, hãy tìm đến một đội bóng khác để được tỏa sáng hơn. tại sao không? tin tiếp theo Kia Tí sắc và Công Phượng khiến phòng vé Hoàng Anh Gia Lai sốt sình sịch. Dù còn mấy ngày nữa mới diễn ra cuộc đọ sức giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An tại vòng 2 V-League, tuy nhiên tính đến thời điểm này, vé của trận đấu này đang sốt sình sịch. Kể từ khi Kia Tây Sắc tới Việt Nam dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai và Công Phượng sau một năm cho thành phố Hồ Chí Minh mượn cũng đã quay trở lại Gia Lai, khiến đội bóng này tạo nên cơn sốt với người hâm mộ. Ở vòng đấu đầu tiên, Hoàng Anh Gia Lai hành quân tới sân Thống Nhất của Sài Gòn để làm khách. Trận bờ màn đó, Thống Nhất chào đón tới 14.000 cổ động viên tới sân. Con số 14.500 cổ động viên trong trận Sài Gòn Hoàng Anh Gia Lai chỉ thấp hơn con số 16.000 khán giả tại sân Thiên Trường. Thế nhưng, Nam Định vốn dĩ được biết đến như một địa phương yêu bóng đá nhất hiện tại nên con số 16.000 không có gì quá bất ngờ. Số lượng cổ động viên tới sân Thống Nhất ngày 17 tháng 1 cao hơn rất nhiều so với lượng trung bình của vòng 1 V-League 2021. Chính vì thế, khi Hoàng Anh Gia Lai được quay trở lại thi đấu trên sân Pleiku, cơ sốt vé bắt đầu tăng cao dù còn mấy ngày nữa trận đấu mới chính thức diễn ra. Chia sẻ với tuổi trẻ ông Trần Văn Minh, phó giám đốc công ty cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai cho biết, những ngày này chuông điện thoại liên tục đổ chuông, thật ra không cần nghe máy chúng tôi biết nội dung của cuộc gọi, đa phần là cuộc gọi hỏi thăm về vé trong trận đấu sắp tới, hỏi về vé năm. Nói theo ngôn ngữ của giới điện ảnh, Kia Công Phượng chính là hai cái tên hot nhất phòng vé Hoàng Anh Gia Lai lúc này. Ngoài trừ 1.000 vé năm, 300 vé VIP dành riêng cho lãnh đạo địa phương và các ban ngành, 1.000 vé cho nhà tài trợ và VPF ra, mỗi trận chúng tôi có 8.000 vé thuộc khán đài BCD được phát hành rộng rãi, ông Trần Văn Minh chia sẻ thêm. Theo dự kiến, khi Nam Định hành quân xa nhà tới Lạch Trai để làm khách Hải Phòng, nhiều khả năng trận Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An sẽ dẫn đầu lượng khán giả ở hai vòng V-League. Tên tiếp theo, Malaysia nhận đặc cách trước trận đấu với Việt Nam ở vòng loại World Cup tuyển Malaysia bất ngờ nhận tin vui trong kế hoạch chuẩn bị vòng loại World Cup trong tháng 3 tới đây. Liên đoàn bóng đá Malaysia FAM mới đây đưa ra thông báo quan trọng. Theo đó, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia cho phép tuyển quốc gia nước này tổ chức đợt tập trung kín chuẩn bị vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, đợt tập huấn này đảm bảo kỹ lưỡng an toàn phòng dịch nhằm tránh sự lây lan COVID-19 với các thành viên và cầu thủ trong đội. Tất nhiên, ngay sau khi nhận thông tin tuyệt vời này, chúng tôi ngay lập tức thảo luận kỹ hơn về kế hoạch tập luyện, bởi hiện nay, số ca mắc COVID-19 đang tương đối cao. Và tất nhiên, chúng ta không muốn xảy ra chuyện gì với cầu thủ và thành viên đội bóng. Bất cứ đợt tập trung nào diễn ra vào lúc này là điều quý giá để đội bóng chúng ta có cơ hội chuẩn bị. Tôi xin cảm ơn đến Bộ trưởng Dato Sri Jeran Merican vì nỗ lực giúp đỡ mà ông mang lại. Lẽ ra theo kế hoạch, tuyển Malaysia hội quân từ 15 đến 26 tháng 1. Tuy nhiên, sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 khiến chính phủ nước này ra hạn lệnh hạn chế đi lại. Vì vậy, đợt tập trung này bị hủy bỏ. Trong khi đó, cuối tháng 2, League trở lại nên các câu lạc bộ không đồng ý nhà quân cho đội tuyển. Vì vậy, có lúc, ban huấn luyện Malaysia nghĩ đến việc đội tuyển nước này sẽ không có một trận đấu tập trung nào cho trận đấu với Việt Nam và UAE vào tháng 3 tới. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ từ Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia đã giúp tuyển nước này có đặc cách tập trung theo hình thức cách ly với bên ngoài. Cùng chung niềm vui, đội trưởng Adin Jufan phát biểu rằng, một tin tốt khi chúng tôi có thể trở lại tập luyện cùng nhau sau hơn một năm. Đây là sự cố gắng của tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ tận dụng một cách tốt nhất. Các đội bóng khác trong bảng như là UAE, Việt Nam, Thái Lan đã tập luyện từ sớm. Nếu chúng ta không làm điều tương tự, chúng ta sẽ bị bỏ lại. Dẫu sao đi chăng nữa, tin tức này là điều cầu thủ chúng tôi mong chờ suốt thời gian qua. Quan trọng nhất là chúng tôi có thể tập luyện cùng nhau. Dự kiến Malaysia gặp Việt Nam ngày 30 tháng 3. Trước đó 5 ngày, họ làm khách trên sân của UAE. Tin tiếp theo, VFF có nên học hỏi Malaysia để ông Park hài lòng. Nhìn sang cách cách bóng đá Malaysia làm để phát triển bóng đá trẻ, đây có thể là giải pháp làm hài lòng cho cả ông Park lẫn câu lạc bộ tại V-League. Tôi làm việc ở đây 3 năm, cũng chỉ những con người đó là Công Phượng, Tiến Linh, Đức Trinh. Tôi đã gọi lên tuyển, thử nghiệm rất nhiều, nhưng chưa tìm ra thêm ai cả. Ở Việt Nam, các tiền đạo thi đấu tại V-League đều là những cầu thủ nước ngoài. Lấy số liệu ở mùa giải vừa rồi, có 47 cầu thủ nước ngoài, 70-80% đều là tiền đạo. Vậy lấy đâu ra tiền đạo nội? Chưa muốn nói đến là cầu thủ trẻ kế thừa cho tuyển Việt Nam. Trên đây là một trong rất nhiều lần ông Park phát biểu với truyền thông về cách làm bóng đá của câu lạc bộ V-League hiện tại. Với quan điểm cá nhân của vị chiến lược gia, ông cho rằng V-League nên tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ ra sân nhiều hơn, có cơ hội cọ sát với môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Và dĩ nhiên, mỗi lần ông Park phát biểu là mỗi lần đại diện câu lạc bộ lên tiếng phản đối. Các câu lạc bộ cho rằng ông Park quá ích kỷ, họ nói rằng vị chiến lược gia người Hàn chỉ nghĩ cho mục tiêu trước mắt của tuyển quốc gia Việt Nam mà bỏ qua những vấn đề khác như thương hiệu giải đấu, thành tích của các câu lạc bộ. Dễ hiểu thôi, thực trạng của các câu lạc bộ V-League hiện nay sống lệ thuộc vào ông bầu, nhà tài trợ. Vậy nên, chẳng ai muốn bỏ ra núi tiền mỗi năm mà không nhận lại bất cứ giá trị gì về mặt thành tích. Sử dụng tiền đạo ngoại nói riêng, các ngoại binh nói chung là cách dễ dàng nhất để câu lạc bộ đi tới thành công. Nói vậy mới thấy, là bóng đá theo kiểu bầu Đức, cho phép các cầu thủ trẻ thoải mái thi đấu là của hiếm của V-League hiện tại vậy câu hỏi được đặt ra có cách nào để vừa làm hài lòng ông park vừa có thể không đụng chạm tới lợi ích của ông bầu ở V-League? đó là một vấn đề nan giải tuy nhiên nhìn sang malaysia nơi đang có thứ chúng ta có thể sẽ cần học hỏi Nền kinh tế đứng thứ 40 thế giới tạo ra một cơ sở vật chất tuyệt vời cho công tác đào tạo trẻ. Chính phủ Malaysia từng chi 30 triệu đô để mở học viện Mocha Dehari đặt tại Pahang. Điểm nhấn của học viện này đó là 10 sân bóng được xây dựng liền kề, giúp cầu thủ trẻ có nhiều không gian nhất để tập luyện. Cùng với đó là trang thiết bị tập luyện hiện đại. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia CS Sabdis đã từng nhấn mạnh tham vọng của Malaysia khi mở học viện Mocha Dehari là chinh phục đỉnh cao châu Á hay thậm chí vươn tầm ra cả thế giới. Ở Việt Nam không thiếu học viện đào tạo trẻ chất lượng như vậy. Vậy điểm khác nhau giữa Malaysia và học viện của chúng ta là gì? Đó là vấn đề sau đào tạo. Năm 2007, Malaysia có quyết định gây chấn động dư luận lúc bấy giờ, đó chính là cho phép đội U21 quốc gia nòng cốt là cầu thủ học viện Mota Jahari với cái tên là Harimau Muda FC tham dự giải Malaysia Premier League, giải đấu cao thứ nhì cấp câu lạc bộ ở đất nước này, tương đương hạng nhất tại Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Malaysia thậm chí cấp một số đặc quyền cho đội bóng này. Họ không phải lo việc ăn ở, đi lại trong lúc thi đấu. Bên cạnh đó, Harimau Muda FC không phải lo lắng về chuyện xuống hạng, bất chấp kết quả cuối mùa ra sao. Như vậy, các cầu thủ trẻ Malaysia có cơ hội cọ sát thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao một cách thường xuyên. Thời điểm hiện tại, nhiều cầu thủ Harimau Muda FC như Mahali, Yasuli, Wanrajnor, Hankan. Saki Ali Muslim Ahmad đã giành được chỗ đứng trong màu áo tuyển quốc gia Malaysia. Đây chính là một trong những lý do bóng đá trẻ Malaysia có thành công trong vài năm qua. Họ đang là đương kim vô địch của các giải U15, U18 Đông Nam Á. Ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, Malaysia giành chiến thắng trước Saudi Arabia, chỉ chịu thua Hàn Quốc ở tứ kết. Để đại diện 2018, những chú hổ thậm chí hạ Hàn Quốc của Son Heung-min chỉ chịu dừng lại bởi một Nhật Bản quá đẳng cấp. Dẫu biết rằng mỗi quốc gia có một tính chất đào tạo khác nhau, tính chất giải đấu khác nhau, nhưng nhìn sang cái cách mà bóng đá Malaysia đang làm để ươm mầm tài năng trẻ, đây có thể sẽ là giải pháp làm hài lòng cho cả ông Park. Lần... Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin tân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.